Kính thưa quý đồng đạo, để tiếp nối đến bài gọi đoàn. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi anh em trong nhà Nam Việt, nhớ nước ta hùng liệt thuở xưa, ngàn năm địch dạy bừa mà còn đứng dậy tống đưa quân thâu. Hòn chiến sĩ ngàn thô rạng tỏ gương anh hào chói đỏ ngọn cờ độc lập bài hầu khắp nơi. Lịch sử cũng rạng ngời mấy đoạn, lắm anh hùng hảo hán xuất thân, sanh di tướng tử di thần, câu trăm ngôn ấy truyền lần đến nay. Tới Nguyễn Trào xa tay một phút, lũ Tây Dương bòn rút mấy mươi năm, thương dân ruột tím gan bầm, rửa chưa xong hận còn căm mối hờn. Nay chẳng lẽ ngồi đờn những bạn dòng quốc ca chọn bạn chung nghe, thôi thì ta hãy hiệp bè cùng nhau đoàn kết đặng khoe sức hùng. Khắp Bắc Nam đùng đùng một trận, ai mới mong quốc dần phản hồi. Trước là dẹp lỗ Tây Bồi, sao đưa quốc tặc quy hồi Diêm Cung. Kính thưa quý đồng đạo, để tiếp nối chương trình đến bài gọi đoàn thanh niên. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn năm 1943. Vậy trân trọng kính mời quý đồng đạo cùng nghe lại lời trong ngọc của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi thanh niên trong nhà Nam Việt, thanh niên đừng mài miết truy quan, cùng nhau hiệp bạn dày đoàn, luyện rèn thao lược đặng toan bao sự nói tinh thần quân lữ phù tan, lòng yêu tổ quốc hoàn toàn sống pha chiến
địa gian nan xa gì. Chớ có ngủ ly bì trong mộng, để dân ta mãi sống khốn cùng. Súng nổ đùng đùng thì ta cũng phải dậy dùng thoát ly. Đừng nhu nhược mê si tiểu sắc mà buông tha lộ giặc cùng đường. Thanh niên nghĩa vô phi thường, phản là phải biết yêu thương giống nòi. Nay chẳng lẽ ngồi coi thắng bại của cọp rồng trên dải đất ta. Một mái cọp đã lìa nhà, biết rộng có chịu buông tha chăng cùng. Vậy anh em phải chung lưng lại, dùng sức mình đánh bại kẻ thù. Trượng phu dung lòng tuyền kim tận tru giang thần. Xưa nước đã bao lần khuynh đảo, được cứu nguy nhờ máu anh hùng. Hy sinh báo quốc tận trung, đem bầu nhiệt quyết so cùng sắc gan. Việt Nam là giống hồng bàng, muôn đời xa lánh tai nạn diệt giống. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, để tiếp nối chương trình đến bài Tặng Đoàn Thanh Niên Ái Quốc. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn năm 1943. Vì trân trọng kính mời quý đồng đạo cùng nghe lại lời châu ngọc của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa nghe nói đoàn thanh niên ái quốc, lòng sĩ tăng bỗng bật sự vui say. Âu là trời đã sẵn bài, non sông chìm đắm có ngày phục. Bừng náo nhiệt nổ nức nhau, kiến thiết quốc gia kẻ sang hải ngoại về nhà, người trong tăng lữ cùng là chừng bị xong chưa, chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bảo cho vừa.
lòng dân. Gương trung nghĩa thánh thần cảm động, ắt có ngày mở rộng cơ quan. Từ nam ra bắc xa ngàn, nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay. Chờ cho rõ mặt anh hùng, làm cho địch thủ rùng rùng bó tay. Vậy mới đáng làm trại Nam Việt, chén dài cùng hào kiệt phù tan. Gánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biến cảnh bằng an đời đời. Trăm họ mới thảnh thơi nhàn nhã, lo đắp bồi dân quá ngàn năm. Tham quan chừng ấy dân tâm, một dân chừng ấy kim tầm đâu ra. Đôi lời thô kịch ngâm nga, tặng viên đoàn trưởng gọi là yêu nhau. Nam mô A Di Đà Phật.